Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay. Ngày hôm nay thì ngày 16 tháng 4 thì đài miền Nam có 4 đài, mình tiếp tục dự đoán cho các bạn tham khảo những con số như sau. Đài thành phố Hồ Chí Minh thì mình dự đoán con số 24 và 58. Ba con số thì mình dự đoán con số 8, 4, 7. Trong khi đó đài Long An thì mình dự đoán con số 47 và 74. Ba con số thì mình dự đoán con số là 99, 2, 3. Đài Bình Phước thì mình dự đoán con số 16 và 51. Ba lô ba con thì mình dự đoán con số 307. Đài Hậu Giang thì mình dự đoán con số 29 và 63. Ba con số 429. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video trên kênh Chí Thanh Vlog. Các bạn hãy tiếp tục xem, chia sẻ, ủng hộ và đăng ký giúp kênh để cho kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Trên kênh Chí Thanh Vlog còn nhiều video hay nói về thế giới động vật và những video ngắn rất hay, mong các bạn theo dõi, ủng hộ cho kênh.